Tại anh khi mà anh lặn anh có uống nước mắm nhỉ không anh Hiếu? Không không, bình thường rồi đó, giờ quen rồi. Dạ. Cái câu hỏi thứ hai là họ muốn hỏi với em là anh lặn là anh có đeo chì không? Không luôn. Cái mục đích của đeo chì á là để cho con người mình nó dễ dễ chìm xuống đáy. Để mặt mưa lắm luôn á. Nhìn ở dưới này là chúng ta sẽ thấy được những cái giọt mưa nó rất là lớn ở đây. Và mình gần đến nơi rồi. Chút xíu nữa là không kịp rồi đó anh Hiếu ơi. À, kính thưa cô bác quý anh chị, thì hôm nay sau một hành trình dài từ Bắc về thì hôm nay Bùi Hồ lại quay trở lại anh Hiếu, một biệt danh được gọi là vua bắt cá bằng tay không trên sông Vòm Nao. Thì hôm nay thì đến nhà anh thăm anh, thì anh nói hôm nay thì mấy anh em sẽ đi mò cá chơi, nhưng mà theo tình hình được biết thì hôm nay thì cũng mưa bão số 2. Thì hôm nay thì bão như thế này thì nó có thuận tiện cho mình bắt cá không anh Hiếu? Nó cũng hơi khó khăn mà điều ở cái mình anh em mình đi chơi gần gần thì được, chứ đi xa không dám đi tại vô đợt bão này sóng gió nữa. Anh có thể cho em biết là khi mà bão thì nó như thế này đó, thì em thấy mặt nước nó bị có sóng á, thì ở dưới mình bắt dễ hơn so với là nó lặn không, trời lặn không? Cũng bình thường thôi, sóng gió thì cá ở dưới nó cũng im như đá. Yeah. Càng không cá nó càng ấm. Biết thì cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ gọi là vua bắt cá bằng tay không. Tại vì ở nước Việt Nam mình thì làm nghề miền sông nước thì làm nghề bắt cá rất là nhiều. Như họ có thể bắt bằng chày nè, bằng lưới nè, hay là những cái dụng cụ khác. Nhưng mà có người hỏi em này, tại sao anh không sử dụng những cái bắt bằng lưới hay là giải chài thì nó sẽ khỏe hơn anh Hiếu? Ở dưới trà cây cối mà đâu có dùng lưới điện gì được. Dạ. Chỉ xuống dưới mình chen vô cấp rồi mình bắt. Dạ. Đi đến cái nơi của anh Hiếu sẽ hàng ngày bắt cá ha. Ở anh thì đặc biệt là bắt ở trên cái con sông gọi là sông Vòm Nao. Cái con sông mà một trong những cái gọi là con sông tử thần, gọi là cái con sông nguy hiểm nhất ở đây. Cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ cung cấp lại về cái con sông Vòm Nao. Sông Vòm Nao là một cái nơi dòng chảy nước xoáy. Ở đó thì khi mà mọi người tàu ghe qua thì theo tin vào tâm linh á, thì họ sẽ bóp còi hoặc là làm những cái thủ tục nào đó để qua sông một cách an toàn. Nhưng mà về cái vị trí địa lý á, sông Vòm Nao là một cái nơi yết hầu, ở đó thì nước xoáy rất là nhiều, nên tàu bè qua đó thì cũng khá là nguy hiểm, nên mọi người rất là sợ về cái con sông này. Và anh thì chuyên gia làm nghề bắt cá trên sông Vòm Nao, hôm nay lại một lần nữa đi theo cái hành trình của anh bắt cá ngạnh trên sông Vòm Nao. Những người mà xem clip của em ta lại hỏi anh á, tại anh khi mà anh lặn anh có uống nước mắm nhỉ không anh Hiếu? Không không, bình thường rồi đó, giờ quen rồi. Dạ. Cái câu hỏi thứ hai là họ muốn hỏi với em là anh lặn là anh có đeo chì không? Không luôn. Cái mục đích của đeo chì á là để cho con người mình nó dễ chìm xuống đáy để mau bắt. Những người không quen đeo lò tối ngang ô ớt lẫn cho nó chìm. Còn mình thì khỏi luôn hả? Khỏi, bình thường vẫn chìm bình thường. Rồi, tại vì áp suất của nước nó đẩy lên đó nghe. Áp suất của nước rồi lực nước nó đẩy lên đó. Bạn này là gông gũi miền Tây. Quá trời vì đam mê anh Hiếu, tò mò đi theo luôn. Mặc dù là trời mưa gió, hôm nay là Bão số 2 nè, thì vẫn muốn đi theo cùng anh Hiếu. Cũng giống như những đợt trước mà Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem, thì đợt này nó có khác hơn, khác về thời tiết. Hôm nay là thời tiết bão nên sóng khá là nhiều, mà nguyên một cái đoàn ở ngoài sao cũng như thế. Người miền Tây thì ai cũng biết gọi cả, nên không cần nhiều phao. Và cái chiếc xuồng này nó tự nổi nên tất cả mọi thứ có vẻ là an toàn.
Ôi, cô bác với anh chị sẽ thấy xa xa bên kia là bờ, bên kia là của An Giang. Một cái bờ rộng lớn mà con sông rộng lớn ở An Giang. Còn đây là của Đồng Tháp, cái cồn, một cái cồn của Đồng Tháp, đó là chiếc Phà Ngang. Thì ở đây sóng rất là lớn nè, nước nó đã tràn lên đến cái mạng xuồng ở đây. Thì mình sẽ lại cái cua đằng đó mình sẽ bắt. Thì sóng ở đây nó có thể tràn lên như thế này. Quen miệt sông nước nên đi cái này cũng không có sao đâu. Rồi. Ôi, nguy hiểm dữ rồi. Nguy hiểm quá. Đây là một cái con sông nha mọi người, chứ không phải là một cái con kinh đâu. Cái này là khoan này nè, nó không có cá nha cô bác quý anh chị. Tất cả nó đều không có cá. Và quay cho cô bác quý anh chị thấy. Đây là cái nơi mà anh Hiếu sẽ mò. Nơi này được gọi là cái trạm bơm. Đây nè. Vì họ đặt một cái trạm bơm cho mọi người hút bơm lên. Cũng như mọi khi thì trước khi anh Hiếu lặn xuống sông thì anh Hiếu sẽ chuẩn bị cái đồ nghề của mình. Nghề của anh Hiếu đó chính là cái gọng không cá và cái và dây hơi. Rất nhiều người không tin cái video mà. Sẽ là được nhiều hay nhiều, tại vì sóng rất là lớn đúng không? Sóng bão quá thế, nước đang lớn nè. Dạ. Đây rồi. Đây đây. Rồi thì anh Hiếu giờ đang lặn rồi, do nước lớn quá nên anh theo cái cây này lặn. Bây giờ là 12:03, mình sẽ canh anh Hiếu lặn bao lâu. Đây là cái hơi tim mảnh lên nè. Anh Hiếu lặn ngay cái vị trí này mọi người, không biết khoảng bao lâu anh nổi lên nữa. Mình lên có cá. Kè bên kia kìa, anh đi xuống dưới kia rồi đó, thấy không? Đi dài lên đó đúng không? Nó đi đó. Lặn đây nè, nó xì đó. Nó xì hơi á. Xì hơi. Đâu có, nhưng mà lặn chỗ đó đó. Thì cái tim mới lên đây nè. Tim ơi, tại đây nè. Dạ anh ở dưới đó. Ở đây đây đây. Đây nè, anh còn dính nữa nè. Cái dạng này không nè. Lặn đây nè, mà cái tiếng nó dạy đó, đây, dạy đó rồi đó. Nó xì nó. Cô bác với anh chị mà có muốn du lịch về miền sông nước á, thì anh Hiếu sẵn sàng hợp tác du lịch chở phà khoảng 5-10 người đi cho mỗi chuyến. Thì giá cả thỏa thuận để cho biết bắt một cái con cá từ ở dưới sông lên là nướng ăn như thế nào. Số điện thoại của anh Hiếu thì Bùi Hồ sẽ để ở trên màn hình. Có cần gì thì anh Hiếu sẽ sẵn sàng lái phà chở nguyên đoàn gia đình của mình đi. Rồi anh sẽ là người lặn bắt cá, rồi đem lên đó rồi mọi người cùng nhau nướng ăn. Anh Hiếu sẽ chỉ cần một tiền công của một ngày đó thôi. Thời tiết thì vẫn đang chuyển mưa vì ngay đợt bão nên chúng ta có thể nhận thấy được rằng là sóng ở đây nó cứ nhấp nhô như thế. Thì mọi người thường hay nói một câu, người bà cậu thì không thể nào nói trước được đâu. Thì được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, nhưng mà cái tài của anh Hiếu thì mình không thể nào mình phủ nhận được. Với một cái tay không và một cái con sông nó lớn như thế này mà anh có thể bắt được từng con cá, mà đặc biệt là cá có ngạnh ở trên sông Vàm Nao như thế này, một cái con sông ít hầu hiểm trở. Thì bây giờ mình ngừng để khi nào anh Hiếu gần lên thì mình sẽ mở tiếp mình quay.
không thật. Nếu như mà các bạn không tin nói Bùi Hồ dàn dựng thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của anh Hiếu trên màn hình nha. Anh Hiếu thì đã đến thằng đó để cô bác quý vị đó, chúng ta sẽ thấy được, không biết thì mọi người có thấy rõ không, nhưng mà cái bọc tim của anh Hiếu thì nổi lên ở đây thì Bùi Hồ thấy rất là rõ. Hôm nay thì đi thì có bạn Công Quỹ Miền Tây với lại cậu Hải đằng kia, cũng khá một YouTuber nhưng mà cũng khá là tò mò về cái nghề bắt cá của anh Hiếu. Bên kia là An Giang đó. Phú Tân, An Giang. Bên đây là Đồng Tháp. Ở đây nè, sắp nổi lên đó. Ba Lan. Ba Lan. Tin không? Ông gần ở đây ông tin không? Bắt được không? Đây. Ông tin không? Đâu tin, đâu Ba Lan người nữa không tin. Bắt cá giống kia mà. Lần đầu kìa, lần đầu tin không? Lần đầu là tao biết từ xưa, tao biết lâu lắm rồi. Nhưng mà không ai tin, rồi tao đi, đợi gọi tao đi mới biết. Là trên đưa đi, anh em cũng đi, không có đi. Nhưng mà giờ đi, đi lần này là bà lần thứ 3. Rồi bò lên cái là lặn 15, 24 là nửa gọng, nửa gọng. Cái gì ông nội mình hay chưa? Ông cũng không tin vào cái khả năng mà lặn bắt cá bằng tay không, không kiếm chứ sao. Nghe mọi người nói nhưng mà không tin. Ở đây là cái bến đò ngang đó cô bác của anh chị. Bến đò ngang này thì bến đò này thì nối giữa huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp với lại bên kia là huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Thì độ rộng của con sông này tầm khoảng hơn 500 m. Ở đây thì mọi người ở đây ai cũng biết lội hết nên không cần áo phao đâu. Xuồng như thế thì cũng khá là nguy hiểm khi mà họ là những cái chiếc xuồng xuồng xịt, xuồng chích điện hay là xuồng cào thì nguy hiểm cho anh Hiếu lắm. Rồi thì trong cái thời gian nãy là 15 phút hơn á. Hơn 15 phút. Hiếu đã lên này. Kết quả sao anh? Có ít. Cái này mưa vô kinh rẻ. Vậy hả? Ít ha. Có là được rồi. Có. Lặn là phải có rồi. Thấy 15 phút rồi đó. Trời ơi. Có tôm càng. Có tôm càng nè hả? Lần nào cũng có tôm cả. Tôm càng chứ cháu ăn nữa chứ đâu. Quá thôi chị. Chị mưa. Bão. Mưa này ở dưới lặn nó lạnh hơn không anh? Không, bình thường. Xuống nó ấm bình thường. Có cái cá mưa cái nó rút vô kinh bớt. Ồ. Vậy thôi. Trời ơi, một đống vậy thôi nữa. Đâu đâu đâu. Đổ cái này nè, nghĩa nghĩa ơi. Bây giờ anh đổ ra để mọi người coi nha. Anh nói ít lắm. Nhiều đây mà anh là ít gì. Anh nói 15. Đây là 1 tí kiếm 100 ngàn rồi. Trời. Con gỗ trời cá. Thánh thần ơi con tôm nó bự. Cát nước cỏ nó trời. Chung là bắt được con tôm phải nói. Cái chốt tầm bằng không mọi người. Đó ha. Đợi này nhỏ rồi rồi nó không bị đi cái con tôm đâu. Ổ con cái đấu đồ ăn của mày đó. Chưa chưa đổ ra. Dạ bạn bỏ xuống này. Còn cá chốt nhiều ha. Ôi ôi. Trong cái thời gian anh Hiếu lặn nãy giờ anh bắt được một cái con tôm. Coi chừng cầm cầm cái gơ dãy gớt dưới luôn. Tôm tôm càng xanh nè. Con tôm này đã tao, tôm này tôm sông dính gốc. Ôi con tôm này bự quá ta. Nhảy xuống đi hả bác, để nó nhảy. Tôm có tơ hai bắt hai con tôm nhỏ đó kìa. Tôm này giống như là anh nuôi sẵn ở dưới vậy ta. Thật chất hồi nãy anh Hiếu xuống là cái gọng không nha mọi người, nhưng mà ở dưới con sông rất là lớn như thế này mà anh bắt được cái số lượng tôm. Ôi con tôm mình cầm đâu nghĩa cầm thử con tôm này. Cầm tay không ở trên bờ khô ơi, nó dãy mình cũng cảm thấy khó chịu rồi. Bây giờ thả chứ. Cầm ra Nghĩa cầm ơi. Bỏ dây đi. Mưa trời mưa xuống kìa kiếm châu. Dây hả? Mưa trời mưa xuống kìa. Dây hả? Ừ. Cá chốt.
Thôi bây giờ các anh em sẽ về thôi. Tại vì mọi người thấy nè, trời đang chuyển mưa âm u nhưng mà được có con tôm nè. Đây một con tôm trứng không luôn nè. Ôi mưa quá trời chuyển mưa luôn. Thì không phải là mình không muốn quay thêm cho mình coi, tại vì lý do là bão số 2 á. Con này là con gì? Giảm cờ. Giảm cờ hả anh Hiếu hả? Giảm cờ. Thì ở chợ anh em mưa rất là lớn. Đó. Mưa lớn lắm luôn á. Thành quả anh Hiếu là sau thời gian hơn 15 phút anh lặn á thì bắt được con này là con dẹm luôn. Dẹm này mà mình làm cái món gọi là nướng. Cào chưa leo nướng. Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành. Rồi thì bây giờ mình đi về. Còn đây là con tôm con. Cảm ơn mọi người xem video này. Nó vậy. Nói chung khá là nhiều phải không? Đợi mình điểm nha. Bên đây một con cá chốt nè. Được những cái mặt nước lăn tăn mà xuồng thì đã ở ngoài sau thì đang dính cỏ rồi. Mất cỏ à, về bơi. Anh Hiếu nói hôm nay bắt ít quá, chỉ có mười mấy con cá thôi. Đây là cách dân miền Tây bơi xuồng. Chuyên nghiệp thứ tư không? Ôi, mưa rồi. Mưa lắm luôn á. Nhìn ở dưới này là chúng ta sẽ thấy được những cái giọt mưa nó rất là lớn ở đây. Và mình chờ gần đến nơi rồi. Chút xíu nữa là không kịp rồi đó anh Hiếu ơi. Quá hên, vừa tới nhà mưa luôn rồi. Tính rất là làm YouTuber mà lại mắc mưa như thế này, ướt như một cái con chuột lộn như thế này. Có một cái máy trên này nè. Đó, mấy anh em đi. Thì ở đây mưa ngoài trời thì xối xả như thế này nè. Cảm thấy thương những người YouTuber giống như thương lắm cái cảnh này không cô bác quý anh chị. Khi mà tất cả các anh em ở đây thì đều trú mưa. Đây là bạn rong ruổi miền Tây vua sợ mưa. Bên đây là cậu Hải chúa sợ mưa. Bên đây là vua bắt cá thì vẫn đang ngồi tắt nước ở dưới kia. Trời mưa dữ lắm luôn nhưng chắc có lẽ là anh lạnh chiều lạnh quen rồi. Nên không sao cả. Thôi thì nghề bắt cá là vậy mà. Đúng rồi, anh đang đem một cái thành quả của mình lên là hai con tôm và một đống cá chốt với lại hai con dẹm cờ. Thì mong anh Hiếu lên thì mấy anh em sẽ cùng nhau chiến tiếp.